Có nghe nói là em ở trong nhà chung cũng hay đi nói xấu các bạn khác phải không? Em không biết để đâu thông tin từ đâu. Anh hỏi có không? Cái việc mà bạn có nói xấu cái người khác hay không thì em không biết. Nhưng mà em có nghe một số bạn khác complain lại là bạn hơi thô lỗ một chút. Bạn ấy chặn lời em. Bạn ấy quát và bảo là im đi đừng nói nữa. Em không xác nhận là nói cần câu rằng là im đi đừng nói nữa. Chính xác là lúc đó em đã biểu hiện như thế nào? Em không thể nhớ rõ ràng được. Buổi sáng nay khi em muốn ra ôm bạn thì bạn cũng đã quay đi và không muốn ôm em. Hoàn toàn sai. Khi mà bạn quát em xong, đến tối về bạn gặp em, bạn hỏi em là tại sao mà không chối đi mà lại thừa nhận cái chuyện đó như vậy. Và sáng nay em không hề nhìn thấy bạn ngay tại khoảnh khắc đó, và bạn cũng không hề nhìn em, hoàn toàn là không có. Từ lúc em đi vô cho tới lúc em ngồi xuống, cô không thấy em nhìn 125 thì làm sao em biết 125 buổi sáng này không nhìn em, không kiếm em. Bây giờ chị muốn hai bạn làm cách nào để cho chị thể cảm thấy là hai bạn tha thứ cho nhau? Chị xin lỗi. Chị nên rút kinh nghiệm và mình nên trung thực chứ không phải là mình giấu giếm đi những cái sai lầm của mình. Nhưng mà chị ngắt lời một chút nhá, cho em xin phép nói một chút. Ở trong thang máy và mọi người ở trong đấy, chị không bảo em là phải giấu đi. Chị không hề nói câu đấy đúng không nào? Bây giờ không nên tranh cãi nhau là ai đúng ai sai, vì em chỉ muốn là chị nên rút kinh nghiệm một chút. Bản thân em cũng sẽ rút kinh nghiệm một chút. Câu chuyện này như thế nào em có được biết không? Em không được biết chuyện của hai bạn. Nhưng em với lại bạn này cũng có một chút vấn đề. Có một câu chuyện là do lỗi của em. Em sai lấy một đôi bông tai mà không phải của em. 1-2 năm đã là người mất cái bông tai đó. Hưng Yên, Bạc Liêu và Thành phố Hồ Chí Minh, ba người là có những câu chuyện kinh nghiệm riêng với nhau mà không câu chuyện nào hòa thuận hết. Làm sao các em có thể nuôi dưỡng tâm hồn cốt cách bằng những thứ rất xấu như thế? Và anh rất buồn khi phải nghe những câu chuyện này. Người phụ nữ thanh lịch là một người có cái lối ứng xử tinh tế trong bất cứ một cái tình huống nào. Người đó cũng có thể quản lý cảm xúc của mình một cách tốt nhất.